xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một số dòng xe đạp phổ biến ở nước ta. Xe rốt, xe phích ghi, xe địa hình. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến xe rốt. Xe đạp đua hay còn gọi là xe đạp cuộc xe rốt là loại xe được thiết kế để đi trên đường trải nhựa bằng phẳng và người dùng muốn chạy với tốc độ cao. Bộ khung của xe thường được thiết kế thanh mảnh, lốp nhỏ và người lái sẽ cuối về phía trước khi chạy. Xe rốt thường được các vận động viên dùng để đua và phù hợp với việc hỗ trợ mọi người tập thể dục, khá phổ biến ở nước ta. Tiếp theo là xe phích ghi. Xe đạp phi cơ si ghi hay còn gọi là xe đạp không phanh là dòng xe có cấu tạo đơn giản. Xe chuyển động nhờ vào dây xích nối giữa líp và đùi đĩa và chỉ có thể chuyển động khi nào bàn đạp chuyển động. Do đặc trưng của líp là bánh răng chết nên xe có thể đi lùi. Khi đạp tiến xe sẽ chuyển động tiến về phía trước, còn đạp ngược xe sẽ chạy lùi và khi không đạp thì xe dừng chuyển động. Có hai loại xe đạp phích ghi, phích ghi đạp ngược bê đơn để dừng xe, dễ sử dụng và an toàn cho người mới tập, phích ghi đạp ngược bê đơn để đi ngược, khó tập, cấu tạo theo kiểu máy đến ở bắt chết vào líp và khung xe nên khi đạp, tiến xe sẽ tiến về phía trước, còn khi đạp lùi xe sẽ lùi về phía sau. Hiện nay phong trào đi xe phích ghi của giới trẻ ngày càng lớn, một số thanh niên đi xe phích ghi để sĩ gái là chính. Cuối cùng là xe địa hình. Xe đạp địa hình MTB viết tắt bởi cụm từ Mao tỉnh Bai, được thiết kế với trọng lượng nặng hơn so với các dòng xe khác bởi nó được thiết kế khung xe to, chắc chắn và lốp xe to nhiều gai để dễ bám đường hơn. Ghi đồng, tay lái xe được thiết kế thẳng, nhờ thiết kế chắc chắn về phần khung và bánh xe nên chiếc xe này có thể chạy trên mọi địa hình kể cả những nơi gồ ghề và dốc. Xe đạp địa hình được phân thành nhiều loại khác nhau, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào các loại địa hình và mục đích. Nếu bạn là một người có đam mê với đạp xe địa hình ở những nơi có đồi núi đầy thách thức thì đây là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn. Tuy nhiên, khi sử dụng người cầm lái cần có sự khéo léo để điều khiển xe một cách an toàn. Đây là một dòng xe phổ biến ở nước ta do thiết kế có phục êm ái nên được mọi người yêu chuộng. Đây là ý kiến riêng của mình nên, nếu có sai sót gì thì góp ý giúp mình nhé, mình xin cảm ơn. Ngoài ra cho mình xin một tim và một follow namin cảm ơn rất nhiều.